Ôi, tao nói mở tờ báo sáng ra toàn cái thông tin gì đâu không à. Dẹp cho ba. Ủa, Tú mới về con? Trời ơi, sáng giờ ba bán cà phê nhiều lắm phải không? Tất nhiên rồi. Ê, ê, ngồi xuống đây ba nói chuyện cho nghe. Nói thiệt nha, ba không biết cái lúc mà trước khi ba về, cái quán cà phê của nhà mình nó đắt không con? À, hồi đó là bán ngày cầu chục ly à. Gì kỳ vậy? Ừ. Gì mà ít vậy? Ừ. Mà có nhớ lộn không vậy? Thiệt. Chứ ba bây giờ ha, từ khi mà ba về đây đó, trời đất ơi, sao ba thấy bán quá trời luôn. Mà hả, mà đặc biệt là cái xóm này nha, toàn đàn bà không à. Đàn bà muốn uống cà phê không à. Trời, đàn bà giống như đàn ông nữa. Cà phê đen, cà phê đá à. Mà coi như sữa mà phải sữa ít nữa chứ, sữa nhiều cũng không chịu nữa. Phải công nhận một điều á, à, từ ngày mà ba bước về đây là coi như là đụng đâu thắng đó. Buôn mai bán đắt. Ba giống như ba là có cái vàng buôn bán đúng không? Vàng buôn bán đó. Bởi vậy con nói thiệt, chắc chắn một điều là cái tiền bán cà phê của mình là phải dư giả nhiều lắm đúng không? Tất nhiên rồi, tháng nào mẹ con không đi gửi ngân hàng. Đó, bởi vậy là ba cũng sẽ có nhiều tiền trong tay. Ba không, sẵn sàng cho con cái của ba mượn đúng không? Con nói với ba nghe, không phải ba đừng có nghĩ sai, con nói thiệt. Con không phải là mượn tiền của ba là để cho con xài riêng đâu. Cái này á là tại con thương vợ. Con thương vợ cho nên con mới mượn tiền ba để gửi qua bên Singapore cho vợ con. Tại vợ con có bệnh á, ăn không có, ngồi than, mới gọi điện về cho con than nè. Nói anh ơi giờ làm sao gửi tiền qua cho con Nói anh ơi là giờ làm sao gửi tiền qua cho em đi. Bởi vì con thương quá, giờ con thì làm gì có tiền, phải mượn ba mượn mẹ chứ mượn ai, giờ mượn người ta đánh giá chết đúng không? Thì con thì tiền á thì đúng là có thiệt, nhưng mà mẹ con á bả giữ cái chìa khóa tủ sắt chứ không phải là ba. Nói qua nói lại nói tới nói lui ta nói rồi, ông bà mình có câu đúng thiệt là đúng á, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cha ghẻ thương con vợ. Đúng không? Ê, tội nghiệp vợ con quá ha, đi công tác Singapore mà không có tiền, chết đói ở bệnh ha. Dạ chết đói quá nè ông Hai Teo. Ông có biết gì mà hôm qua ông đâm chọt gì mà mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cha ghẻ thương con vợ, vợ gì ở đây vậy? Để đó chú giúp mày. Dạ chú ngài, chú hàng. Giờ làm sao? Giờ anh có cho nó mượn tiền không? Tôi nói anh nghe nha. Nếu á mà anh không cho nó mượn tiền, cứ cho đi. Tôi bảo đảm nó gửi qua cho con vợ nó đó. Dạ. Nha. Nếu mà nó không trả, tôi lấy tiền tôi trả cho anh, được chưa? Chú hai. Con thấy vậy chú hai sẵn đó, chú hai cho con mượn tiền luôn đi chứ mượn ba chi cho nó mất công. Ủa sao ngộ vậy? Sao từ bên này mà mày đá qua tới bên này vậy mày? Mày đá banh cũng hay quá ha. Đây là cha của mày, ha, không dạ. Cho mày mượn tiền ruột rà ở trong nhà ha, là đúng rồi. Bây giờ tao người ngoài tự nhiên á, tao cho mày mượn là nguyên một cái khu phố này người ta đánh giá cha mày, cha mẹ mày. Tại sao mà cha mẹ không giúp đỡ con để cho nó đi ra ngoài nó mượn người dân? Lúc đó bao nhiêu người nó súng lại nó chửi cho mang nhục. Đúng rồi. Con qua đây ngồi chứ. Và bà đây đã. Ta nói mà, cái miệng của tao mà nói một hồi là thằng cả phải được cho mày rồi. Mới nghe nè. Nhưng mà ủa sao có vụ gì mà chuyển tiền qua Singapore vợ con sao? Giờ chuyển sao? Dạ, thì đơn giản quá, con gì chỉ cần bỏ tiền vô ngân hàng đó là chuyển qua được Singapore rồi. Bỏ cái tiền, anh yên tâm đi, nó có một cái đường dây mà. Đường dây chuyển qua Singapore mà. Thôi, đường dây có đường dây hết trơn á, đường dây đó là thằng Hải Thẹo làm trưởng ban. Nghe Hải Thẹo quen quá con ha. Ha, có một cái đường dây nó chuyển qua bển ha, tiền chuyển qua bển mà phải đúng cái tỷ số nha. Phải nói đúng cái tỷ số, mà nếu nói đúng tỷ số á thì bên kia mới gửi lại tiền cho thằng này gấp đôi. Còn nếu mà nói không đúng tỷ số là coi như mất tiền luôn, vậy đó hả? Phải không con? Tao nói đúng không? Sợ vậy nó lấy cái tiền của anh, nó mượn cái tiền của anh. Là nó định... Bà con nói bà nghe cái này nè. Bà con ngửi thấy cái mùi gì á? Mùi dầu thơm của mẹ đó. Dầu thơm kinh khủng rồi đó. Mùi cá kho không à, dầu thơm đâu, dầu thơm. Đúng rồi, mùi dầu thơm. Trời ơi. Anh hai, giờ tôi xức dầu thơm rồi tôi lên lầu thấy nha. Ở đây chơi nha. Ủa, nha. Bộ vậy? Ê. Hên quá, đi à, đi à. Chắc trời ngộ vậy. Hên quá. Thúi thấy bà nội luôn á. Đi rồi, mùi đi cá rồi. Kho mà mày nói mùi dầu thơm hả mày? Mày ngồi xuống. Dạ. Sao? Con. Bây giờ chú cần cái gì để con bịt miệng chú đây? Trời, đây là trời cần câu đó.
Thì bây giờ cần cái gì nói đại đi, làm người ta hoang mang hồi hộp nãy giờ. Để nào ngay, tính nhờ con chuyện. Vậy mày làm ơn mày làm may tao cho con Hường đi. Em Hường. Ôi thích cái hai cái đồng tiền. Trời ơi, mỗi lần tao thấy cười cái hai cái đồng tiền tao muốn nhào. Tao ngắt rồi, tao ngắt. Cái tình cảm gì mà nó đau thương quá à. Thiệt á. Mà con nói thiệt với chú nha, thôi mấy giờ chú gặp mẹ con, chú có nhiều sự thật chú nói đại đi. Chứ nghĩ chú nghĩ sao chú không vậy. Chị Hường chuyện vậy. Thách bó tay rồi, bó tay rồi, thiệt khó lắm, khó lắm. Thách thức lão làng hả mày. Thách thức hả mày. Nè, bây giờ không có nói cho một mình mẹ mày nghe đâu, nói cho cả cái khu phố này nghe là có một cái đường dây cá độ đáp banh. Được rồi. Nó mượn tiền để nó cá độ nó đáp banh. Chuyện khó con làm được mới hay. Chuyện khó con làm được mới hay. Làm được phải không? Làm được. Hứa nha. Hứa. Nè, trước mắt gửi món quà này cho Hương giùm chú. Nói cái hộp không là đã 100.000 rồi đó con. Rồi tối nay hẹn Hường giùm chú. Ta tưởng tượng á, ta mất à con. Hai cái đồng tiền. Thôi. Nhớ nghe. Nhớ rồi. Sảng khoái quá. Trời ơi, mình xinh quá mà. Chắc chắn chuyến này sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của mình đâu. Mình nhìn cái ánh mắt mà nhìn tôi nha, mà chớp chớp vậy là tôi biết là kết rồi. Không có chạy thoát đâu Tú ơi. Hương ơi. Hả? Tú. Welcome. Trời ơi. Nè Hương nói Tú nghe nha, mai mốt Tú mà chết á là Hương có thắp nhang đâu đó. Người ra mà lên dễ sợ luôn, mới nhắc là tới liền à. Hương à, Hương nhắc Tú hả? Ngồi chơi. Tú ngồi đây nha. Ừ. Mà nhắc Tú chuyện gì vậy? Ủa Tú, Tú kiếm Hường cái chuyện gì không vậy? Có. Ý, trời ơi, có quà. Thích quá. Quà tặng Hường đó. Tặng cho Hường hả? Có một người thích Hường dữ lắm. Giống như là fan hâm mộ của Hường vậy đó. Hường biết rồi, cho nên mới tặng quà cho Hường để thổ lộ tình cảm hả? Đúng rồi đó. Muốn quà là cái gì á Trọng vậy? Thì đối với lại một người mà đẹp như Hường thì dĩ nhiên phải là cái gì đó nó xứng tầm với Hường. Có thể là mỹ phẩm, nước hoa hay là cái gì đó nó quyến rũ, hiểu không? Trời ơi, không có ngờ vừa đẹp vừa dễ thương mà hiểu tâm lý phụ nữ nữa. Bây giờ Hường mở ra được không vậy? Mở đi. Hay là bây giờ Hường nhắm mắt lại nha. Cái Tú mở ra cho Hường cho bất ngờ được không? Chị nhỏ, được rồi, nhắm mắt đi. Là cái gì vậy? Tiếp tục nhắm mắt nha. À, cái gì vậy? Trời ơi, đừng làm Hường ơi, hộp mà. Chết rồi. Nè, Hường mở mắt ra được chưa? Đừng có mở mắt nha. Đâu rồi, đem lại đây. Cái này là Hường muốn nha. Trời đất ơi, sao ướt nhẹp vậy? Tú làm bể rồi hả? Trời ơi, sao Tú không cẩn thận gì trơn, tặng quà cho người ta mà để bể vậy? Bể cho dù thơm rồi. Rồi đây. Trời đất ơi. Ủa cái gì vậy? Sao con chim cút là sao vậy? Con chim cút này nó không mặc đồ. Không mặc đồ thì nó sexy. Mà sexy thì muốn nói lên điều gì? Sexy ở đây là muốn tả Hường một người phụ nữ rất là quyến rũ, rất là đẹp, rất là sexy, hiểu không? Là Hường đó. Kỳ quá vậy. Thôi được rồi, mấy người đẹp có quyền đi. Muốn nghĩ sao không được hết á. Thôi bây giờ cái phần tặng quà là xong rồi, bỏ qua nè. Bây giờ tới phần hẹn hò đi. Hẹn hả? À, cũng đúng á. Đang định hẹn Hường là tối mai. Trời ơi, cái gì tối mai? Bây giờ nhịp sống Sài Gòn người ta sôi động, phải nhanh lẹ đi. Tối nay. Nhanh vậy luôn hả? Ừ. Vậy tối nay gặp nhau quán cà phê nha. Thôi cà phê làm chi, hẹn ở cái ghế đá ở trước cửa nhà là được rồi. Có gì nó cũng gần, đi lên phòng cho nó tiện. Tự nhiên đi đâu ra quán cà phê. Trời, quần của Hường là ai dưới vậy ta?
Vậy á, quyết định tối nay gặp nhau ở sân chung nha. Không gặp không về. Không gặp không về. Thơm quá. Ủa, chú Hai Teo, chị đi đâu vậy? Trời ơi, em sao á Hường ơi? Tự nhiên chú gì? Anh nhịn vậy thôi chứ còn trẻ lắm, chưa có vợ mà. Kêu bằng anh cho thân mật nghe. Thừa thì muốn kêu bằng anh, Hường kêu bằng anh. Ừ, anh ngồi đi, ngồi chơi. Ủa mà anh đi đâu vậy? Nay trăng thanh gió mát, đi dạo. Ngồi xuống ngay đi. Dạ, ngồi gần nghe. Anh Tèo biết sao? Sao? Hường mới nhận được quà đó. Biết gì không? Gì? Nè, một con chim cút chiên bơ. Sao Hường có thích không? Trời ơi, thích chứ. Vậy hả? Hường nhận quà vậy rồi Hường thấy cái người tặng quà như thế nào? Trời ơi, Hường nghĩ á hả? Nghĩ vậy nè, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Vui quá, vui vui quá trời quá đất luôn. Nhưng mà nó nghe nè, chỉ sợ là khoảng cách á, khoảng cách tuổi tác giữa hai người á. Trời ơi, anh nói chuyện kỳ quá. Đã phụ nữ là người ta kỳ cái vụ nói chuyện tuổi tác lắm nha. Cái tình yêu là tình yêu chứ tuổi tác đâu có quan trọng đâu. Hường nói thiệt không? Sao không thiệt? Chắc không? Sao không chắc? Vậy hả? Sao không vậy? Vậy mai làm đám cưới liền. Trời ơi, mai làm đám cưới liền. Con dâu sẽ là Hường, chú rể sẽ là ai? Là anh với là ai? Anh chính thức cầu hôn em. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi thích anh Tú, tôi không có thích chú đâu chú. Trời ơi, kêu một chữ chú nữa là tụt huyết. Chú ơi, chú là bao tỉnh lại giùm đi chú ơi. Chứ mặt... tình yêu không có miễn cưỡng được đâu chú nha. Trời ơi, chú nghĩ sao mà tôi lấy chú vậy? Từ anh Tú mà chuyển xuống chú là sao trời? Làm gì vậy? Lấy dao rạch nát tim tôi đi. Ừ, muốn rạch gì rạch đi. Trời ơi trời, gì vậy? Nè. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì chắc sẽ như hoàng thế.